Viết chữ trên ảnh đang là xu hướng thịnh hành hiện nay nhằm tăng tính hấp dẫn, truyền cảm cho một bức ảnh mà bạn muốn chia sẻ trên mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đó có thể là một dòng chữ chú thích cho bức ảnh được chụp ở một địa điểm, một hoàn cảnh nào đó, hoặc xa hơn là truyền tải một thông điệp, một câu nói hay, một dòng trạng thái tây tớt của chủ nhân bức ảnh đó dành cho cả thế giới. Sống trong thế giới đang bùng nổ về công nghệ thông tin, bạn không cần phải sử dụng đến các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên máy vi tính để thêm những dòng chữ đó trên ảnh, mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh smartphone có cài đặt app ứng dụng viết chữ trên ảnh là đủ rồi. Còn chần chừ gì nữa, hãy để clip 365 hướng dẫn các bạn các thao tác này nhé. Đầu tiên, các bạn vào CS Land là chợ ứng dụng di động nổi tiếng nhất Việt Nam dành cho hệ điều hành Android để tải ứng dụng viết chữ trên ảnh. Ứng dụng này lưu ảnh chất lượng cao HD, có nhiều phông chữ tiếng Việt, giao diện thân thiện dễ sử dụng. Bạn vào CS Land đánh từ khóa viết chữ trên ảnh. Ở đây có rất nhiều ứng dụng khác nhau, chúng tôi chọn ứng dụng thứ hai viết chữ lên ảnh, chèn chữ lên ảnh. Sau đó, bạn bấm cài đặt, chờ vài giây cho điện thoại tải ứng dụng xuống. Sau khi tải xong, ứng dụng tự chạy cài đặt trên điện thoại. Sau khi hoàn thành cài đặt, bạn bấm mở ứng dụng. Bạn bấm tạo status, ứng dụng hỏi bạn cho quyền truy cập vào thư mục ảnh trên điện thoại của bạn. Bạn đồng ý bấm OK. Ứng dụng hỏi tiếp, cho phép ứng dụng truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp trên thiết bị của bạn. Bạn đồng ý bấm cho phép. Hoàn thành bước đầu tiên, bạn chuyển sang bước thứ hai, chọn chủ đề cho bức ảnh mà bạn muốn thể hiện dòng chữ status của mình. Ứng dụng có 10 chủ đề, tương ứng với mỗi chủ đề có rất nhiều bức ảnh đẹp có sẵn trên ứng dụng để bạn có thể tùy chọn và sử dụng ngay. Ở đây chúng tôi chọn chủ đề văn hóa, sau đó bạn bấm chọn màu nền để tìm ảnh ưng ý truyền tải thông điệp. Trong bước này, chúng tôi chọn bức ảnh đầu tiên. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ sửa ảnh đã chọn. Ứng dụng cho phép chúng ta thực hiện 5 thao tác chỉnh sửa gồm cắt ảnh, lật ngang, lật dọc, xoay trái, xoay phải. Các bạn tiến hành các bước sửa ảnh cho đến khi ưng ý và bấm dấu check để xác nhận hoàn thành việc chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn một tấm ảnh do chính mình chụp để tạo thương hiệu độc quyền mà không cần đến những bức ảnh có sẵn trên ứng dụng này. Bằng cách nào? Đơn giản thôi, bạn bấm đổi ảnh, sau đó truy tìm vị trí thư mục lưu bức ảnh đó. Ở đây chúng tôi chọn bức ảnh được lưu trữ trong thư mục Zalo. Bước tiếp theo, bạn có thể thêm các mặt cười cho bức ảnh của mình thêm sinh động. Với nhiều danh mục mặt cười có sẵn trên ứng dụng này, bạn cứ thoải mái khám phá và lựa chọn. Chúng tôi chọn biểu tượng Travel Time, sau đó kéo đặt vị trí tùy ý trên bức ảnh và tăng độ mờ đậm cho biểu tượng bằng cách kéo hình tròn chấm bi màu trắng trên thanh trượt như bạn đang thấy đấy. Kế đến, bạn thay đổi tông màu cho bức ảnh của mình bằng cách bấm chọn bộ lọc. Có rất nhiều tông màu khác nhau trên ứng dụng này, bạn cứ bấm thử cho đến khi cảm thấy ưng ý. Ở đây chúng tôi chọn tông màu cool, mát mẻ. Tiếp theo, bạn thêm dòng status cho bức ảnh bằng cách bấm sửa chữ. Sau đó, bạn đánh dòng chữ muốn truyền đạt thông điệp của mình. Đánh xong, bạn bấm OK. Kế đến, bạn thực hiện các thao tác căn chỉnh lề giữa, trái, phải, đậm, nghiêng, gạch chân cho dòng chữ. Bạn chọn màu chữ, bo viền cho chữ, bóng đổ cho chữ. Sau đó thực hiện các thao tác chỉnh sửa khung chữ như chọn màu, độ trong, bo góc, khoảng cách bề rộng, chiều dài của khung chữ. Tiếp theo, bạn thực hiện các thao tác kéo đặt vị trí khung chữ trên ảnh cho hài hòa, cân đối và hợp lý. Bước cuối cùng là xuất bản tác phẩm của mình trên các phương tiện truyền tải như Zalo, Facebook, Messenger. Ở đây chúng tôi chọn hình thức chia sẻ trên Facebook. Đến đây chúng tôi xin gấp lại phần trình bày của mình.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi và đừng quên bấm thích, chia sẻ, đăng ký kênh Clip 365 trên YouTube để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.